Vâng, quý đại biểu và các đồng chí chắc hẳn sẽ nhận ra người đang đứng cạnh tôi ngay lúc này cũng chính là nhân vật vừa xuất hiện trong phóng sự vừa rồi. Xin được trân trọng giới thiệu với quý đại biểu và các đồng chí Thiếu tá Mùa A Chứ, trợ lý ban chính trị, trợ lý chính trị ban chỉ huy quân sự huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xin chào thủ trưởng và chào toàn thể các đồng chí ạ. Xin được chào Thiếu tá Mùa A Chứ. Và Binh Ngọc có quan sát thấy rằng ngày hôm nay Thiếu tá Mùa A Chứ đang cầm trên tay một chiếc khèn của đồng bào Mông đúng không ạ? Vâng. Vậy thì có lý do đặc biệt nào không mà ngày hôm nay đồng chí đã quyết định mang chiếc khèn này đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ? Rất cảm ơn chị ạ. Kính thưa tổ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, tục ngữ Việt Nam có câu ấy, miến trầu là đầu câu chuyện. Thì ở vùng đồng bào người Mông chúng tôi ấy, thì tiếng khèn nó làm biểu tượng của sức sống, là hội tụ đặc sắc văn hóa, làm biểu tượng của tinh thần đoàn kết của cái dân tộc. Nếu biết phát huy những cái giá trị, những cái giai điệu của tiếng khèn vào hoạt động thực tiễn, trong đó có công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, thì sẽ quy tụ được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, sẽ làm cho dân tin, làm cho dân yêu và dân tích cực hăng hái học tập theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Vâng, vậy thì có giai điệu nào quen thuộc, giai điệu nào thông dụng mà vẫn được các đồng chí sử dụng trong quá trình công tác? Ngày hôm nay có thể sẵn lòng chia sẻ với quý đại biểu và các đồng chí đang theo dõi chương trình không ạ? Vâng ạ. Thì một trong những cái giai điệu mà đã thường đồng hành trong cái tổ công tác của chúng tôi ấy, trong quá trình phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, đó là trò lo lo trò trò lo trò lo trò lo trò lo trò lo trò lo trò trò lo đó lo trò đó lo trù ti loi to li plơ lớn cầu di sông y tu giờ lớn sinh bề dân nắng do mù cởi lo đa chứng phù lo Hồ Chí Minh kể ua no lục lo tro ua hầu lo kể tha chi lục lo tro ua rồng lo ua rồng rồng lo ua rồng rồng lo chia tự y là lo lo cành nhói mù trà mo sánh lo. Phiên dịch của nó như sau ạ: bước sang tuổi 18, hỡi chàng trai người Mông, lòng sao xuyến quyết tâm học Đảng Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chấp hành pháp luật tại cơ sở, không tạo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, chấp hành thật nghiêm, chấp hành thật nghiêm, chấp hành thật nghiêm ạ. Vâng, những giai điệu vô cùng ý nghĩa. Và chính những cái giai điệu này, tiếng khèn này thì đã cùng với Thiếu tá Mùa A Chứ và các đồng đội của mình đến gần hơn với bà con đồng bào, giúp đỡ được nhiều trường hợp thoát khỏi các hủ tục lạc hậu. Và thưa quý đại biểu và các đồng chí, ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi được giới thiệu với quý đại biểu và các đồng chí một trong số những trường hợp mà đã được Thiếu tá Mùa A Chứ giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Xin được giới thiệu học viên Sùng A Lử, tiểu đoàn 6, trường sĩ quan Lục quân 1. Xin được chào A Lử. A Lử có thể cho chị được biết, cũng như là quý đại biểu và các đồng chí ở đây được biết, động lực nào đã khiến cho A Lử có thể có quyết tâm vượt qua được cái việc đó là phải lấy vợ sớm khi mà em chưa đủ tuổi thành niên như thời gian vừa qua không? Dạ, kính thưa các thủ trưởng và cùng toàn thể các đồng chí, là lúc em đang học lớp 9 thì dưới sự thúc giục của mẹ và bà thì em đã từ có ý định lấy vợ, và thực tế đó. Và sẽ phải tạm thời gián đoạn cái giai đoạn học của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Sau đó như thế nào nữa? Dạ sau đó thì có chú Chứ cùng với các chú bộ đội về tuyên truyền, thì em đã hiểu và quyết tâm học tập để trở thành một người sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam. Và bây giờ thì em đã trở thành người học viên nam nhất của trường sĩ quan Lục quân 1 ạ. Vâng, vô cùng tuyệt vời. Và Thiếu tá Mùa A Chứ, như những gì mà A Lử vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng rõ ràng là để tiến tới xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, mà cụ thể ở đây là tục tảo hôn, thì bên cạnh việc phải thay đổi nhận thức của các đối tượng là thanh thiếu niên, chúng ta còn phải làm thay đổi nhận thức
của cả gia đình, thậm chí là của cả dòng họ nữa, có đúng không ạ? Vâng ạ. Kính thưa tổ trưởng, thưa toàn thể các đồng chí, đây chính là một cơ hội đặt ra đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Đấy. Đòi hỏi phải giải quyết vấn đề này thì triển khai cái giải quyết cái vấn đề này, ban chỉ quân sự huyện Sìn Hồ chúng tôi ấy đã tiến hành triển khai nhiều cái hình thức, biện pháp và cách làm, thậm chí là rất phong phú, không giới hạn về thời gian, không gian, hỡi bất cứ nơi đâu, khi nào gặp đối tượng tuyên truyền thích hợp là chúng tôi có thể thực hiện các cái biện pháp tuyên truyền, cho dù gặp một nhóm người trên đường, dưới ruộng, trên nương, và nhất là các cái hội chợ, rồi là những cái hội xuân, rồi là những cái hội làng văn hóa, những cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, tận dụng trong những cái buổi họp bản và thực hiện các cái hình thức tuyên truyền lưu động bằng tờ rơi thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng của cơ sở, thì thông qua nhiều cái hình thức, nhiều cách làm như vậy, thì cho đến nay là cái nhận thức của đồng bào đấy thì đã có cái chuyển biến rõ rệt, được thể hiện cái tỷ lệ tạo hôn sau 2 năm triển khai cái đề án 1371 đấy thì đã giảm đáng kể, từ 14,7% hiện giờ là còn 5,5%. Đấy, và một điều đặc biệt nữa là cái 100% các cái hộ gia đình, các cái lực lượng, các cái nhóm người mà được chúng tôi tuyên truyền cho đến giờ phút này đã tự nguyện viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tại địa phương, trong đó có không tạo hôn, không hôn nhân cận huyết thống. Và đó là một trong những cái biện pháp, cách làm mà Ban Chỉ huy quân sự huyện Sìn Hồ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu, quân khu 2 chúng tôi đã triển khai trên địa bàn. Vâng, những kết quả đáng ghi nhận là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của Thiếu tá Mùa A Chứ cùng với đồng đội của mình thời gian vừa qua. Và A Lử này, có lẽ là từ khi nhập học đến bây giờ thì cũng một thời gian rồi chưa được gặp chú A Chứ đúng không? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay có điều gì mà A Lử muốn nói với chú A Chứ hay không? Dạ, trong tối ngày hôm nay cháu được gặp lại chú Mùa A Chứ thì cháu cảm ơn chú, và cháu xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cán bộ, chú bộ đội trong Ban Chỉ huy quân sự huyện, và cháu xin hứa sẽ quyết tâm học tập tốt và rèn luyện tốt để trở thành người sĩ quan trong quân đội, góp hết sức mình xây dựng quê hương đất nước và quân đội tiêu biểu. Giống như những gì mà chú Chứ cùng với đồng đội của mình đã thực hiện đúng không nào? Dạ vâng ạ. Thì với đà này tôi tin tưởng rằng tương lai của A Lự sẽ trở thành một người cán bộ quân đội nhiệt huyết, đem hết tinh thần trách nhiệm của mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Và cảm ơn cháu nhé. Xin được cảm ơn những nỗ lực của Thiếu tá Mùa A Chứ cùng với các đồng đội của mình để ngày hôm nay chúng ta có một học viên Sùng A Lự chững chạc hơn, rắn giỏi hơn đang đứng ở đây. Và thay mặt cho chương trình thì cũng xin được chúc Sùng A Lử sẽ chạm tay thật sớm vào ước mơ của mình trong thời gian sớm nhất. Chúc em thành công. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời.